Mặc dù câu chuyện nghe có vẻ giống kịch bản một bộ phim thảm họa hư cấu, trên toàn thế giới, số lượng các loài động vật hoang dã bị đe dọa tuyệt chủng đang gia tăng đáng kể. Cứ 15 phút lại có một loài biến mất, và sự hủy diệt này tiếp tục tăng tốc. Hiện tại, chúng ta đang chứng kiến tỷ lệ tuyệt chủng với tốc độ nhanh nhất kể từ sau thời kỳ khủng long. May mắn thay, trên tất cả các châu lục, những người bảo vệ thiên nhiên đã quyết định hành động. Họ đấu tranh hàng ngày cho sự sống còn của động vật trên thế giới và đang cố gắng củng cố quá khứ mong manh mà chúng ta đang chia sẻ cùng với các loài động vật. Như hiện thân của thiên nhiên hoang dã, những loài ăn thịt lớn là một trong những loài có nguy cơ bị tuyệt chủng cao nhất. Chỉ một số ít những người yêu thiên nhiên đam mê tiếp tục chiến đấu để cứu sư tử, báo đốm, gấu, chó sói và đại bàng. Từ châu Phi đến Quebec, từ Ý đến Bulgaria, từ Ireland đến Pháp, đây là hình ảnh về những cuộc phiêu lưu phi thường của họ, những câu chuyện hấp dẫn cho thấy bí mật của những loài động vật đang bị đe dọa sống trong tự nhiên. Mùa thu Botswana, mùa di cư hoàn hảo với những đàn ngựa vằn khổng lồ, linh dương đầu bò và động vật ăn cỏ lớn trong nước. Rất nhiều loài động vật hoang dã đang tận dụng nguồn thực phẩm dồi dào và sinh sản. Đây cũng là mùa săn bắt với những kẻ săn mồi đã chờ đợi hàng tuần cho con mồi yêu thích của chúng. Nằm trên thảm cỏ cao, động vật nhanh nhất thế giới đã sẵn sàng cho bữa tiệc. Nó là kẻ chạy nước rút phi thường nhất trên thảo nguyên, báo đốm châu Phi. Loài thú họ mèo uy nghiêm này săn lùng linh dương nhỏ và lợn rừng non qua nhiều thế hệ. Đuôi của con báo có thể dài hơn 2 mét và con đực có thể nặng khoảng 65 kg. Tuy nhiên, cơ thể nó hoàn hảo cho việc chạy, mặc dù tốc độ huyền thoại không đủ để bảo vệ nó khỏi những vấn đề phải đối mặt. Trong vòng chưa đầy một thế kỷ, 90% số báo đốm sống ở châu Phi và ở Trung Đông đã biến mất. Chúng bị thu hẹp khu vực săn bắt, bị săn trộm và sự hủy diệt bởi các nhà chăn nuôi gia súc đã giảm số lượng của chúng xuống dưới 10.000 cá thể sống trong tự nhiên. Đây là một con số bi kịch về sự tồn tại. Nếu không có hành động nào được thực hiện để cứu chúng, con báo cuối cùng có thể biến mất trong 20 năm nữa. Mặc dù số lượng loài báo đang giảm trên khắp châu Phi, Botswana vẫn có khoảng 3.000 cá thể biến đất nước này trở thành nguồn hy vọng với những người bảo vệ loài thú họ mèo này. Jane Hogan, nghiên cứu loài báo đốm ở tỉnh Kanji với tư cách là tình nguyện viên tại Công viên Bảo tồn báo Botswana, tổ chức duy nhất trên cả nước bảo tồn loài động vật tuyệt vời này. Sáng nay, Jane đi kiểm tra cái bẫy bắt báo, đảm bảo nó đang hoạt động chính xác. Chúng ta đang ở bên cạnh một cái ao nước mà chúng tôi biết báo đã từng đến. Chúng tôi lắp máy quay ghi lại mọi chuyển động ở khu vực này được vài tuần, và giờ chúng tôi đang xem di chuyển của kẻ săn mồi trên trang trại này. Chúng tôi biết báo thường xuyên đến cái ao này để uống nước. Jane bắt đầu chờ đợi, hy vọng cái bẫy sẽ hoạt động. Báo đốm châu Phi rất khác so với các loài thú họ mèo khác. Nó không gầm gừ và không săn đêm. Nó thích săn vào bình minh hoặc chiều muộn. Thảo nguyên châu Phi, những cánh đồng và khu vực bán sa mạc là môi trường sinh sống yêu thích của chúng. Những không gian mở này đặc biệt thích nghi với kỹ thuật săn bắn của chúng. Tốc độ của chúng có thể đạt tới 110 km/h. Giống như tất cả những kẻ săn mồi lớn, báo đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo tồn hệ sinh thái của mình. Bằng cách điều chỉnh số lượng động vật ăn cỏ, chúng góp phần duy trì quần thể với sức khỏe tốt. Khi mặt trời lặn, Jane biết một đêm dài chờ cô phía trước trong lúc cô theo dõi cái lồng, hy vọng cái bẫy sẽ hoạt động.
Vào buổi sáng, có một rồi hai cái bóng di chuyển đằng sau song sắt. Một con báo mẹ và con của nó, cái bẫy đã hoạt động. Jane và đồng nghiệp phải hành động nhanh chóng để đảm bảo tù nhân của họ vẫn ổn và mang nước đến để chúng không bị mất nước. Bên trong lồng, những con báo đang lo sợ. Người phụ nữ, để không khiến con vật căng thẳng thêm nữa, vừa tiến tới gần cái bẫy, vừa nấp đằng sau một cái tấm vải lớn. Vài phút sau, toàn bộ nhóm bảo tồn báo Botswana có mặt để di chuyển những con báo từ lồng này sang lồng khác trước khi gây mê chúng. Cẩn thận đấy. Hai con báo rất lo sợ nhưng cuối cùng Jane và nhóm của cô cũng đã dỗ dành được một con vào lồng vận chuyển. Trong khi Jane và bạn cô di chuyển những con báo, Kai, bác sĩ thú y, chuẩn bị tiêm thuốc mê cho con vật. 10 phút sau, con báo đã ngủ say. Nhóm chỉ có 1 tiếng để thực hiện các xét nghiệm cần thiết với con cái này. Kai bắt đầu bằng cách đặt một ống tiêm tĩnh mạch để bù nước cho con vật. Trợ lý của anh kiểm tra nhịp tim, trong khi Jane đảm bảo con báo không bị thương. Sau đó, họ thực hiện đo đạc. Thông tin quý giá này sẽ được thêm vào cơ sở dữ liệu của chương trình bảo tồn rộng lớn đang được thực hiện trên khắp miền Nam châu Phi để so sánh chủng di truyền của các cá thể bắt được. Chúng tôi cố gắng giảm thiểu tối đa thời gian chúng bị gây mê. Đây là lý do chúng tôi cố gắng làm việc nhanh nhất có thể để chúng tôi có thể đánh thức nó dậy sớm nhất, vì chúng tôi không biết con vật sẽ phản ứng như thế nào. Điều tốt về thuốc mê mà Kai sử dụng là có thể đảo ngược, nên nếu có chuyện gì xảy ra, chúng tôi có thể đảo ngược thuốc. Vài thế hệ báo trước đây đã phải trải qua giai đoạn sức khỏe mong manh hơn do di truyền nghèo nàn của chúng làm suy giảm hệ miễn dịch. Loài thú họ mèo này chỉ sinh sản trong một nhóm gia đình, dẫn đến bệnh máu và sức khỏe bấp bênh, đặc biệt khi đối diện với dịch bệnh. Jane và Kai lo lắng nhất về một bệnh dịch duy nhất dẫn đến tuyệt chủng toàn bộ quần thể báo. Bước cuối cùng là vòng cổ vệ tinh. Nhờ nó mà Jane và các chuyên gia bảo tồn báo có thể theo dõi con cái và con của nó trong những tháng tiếp theo. Theo dõi các loài động vật khác cho phép họ theo dõi liệu các con báo có ở trên cùng một lãnh thổ hay không nếu chúng đi đến các khu vực chăn nuôi gia súc. Cuối ngày, nhóm đặt con báo dưới gốc cây, sau đó họ sẵn sàng để thả hai con báo vào thảo nguyên. Chỉ trong vài giây, con nhỏ nhất trong số hai con chạy đi, trốn vào bụi rậm. Sau đó đến lượt báo mẹ. Khi họ theo dõi những con vật tiến đến tự do, Jane hy vọng những nghiên cứu khoa học và quản lý chi tiết quần thể còn lại sẽ giúp cho loài động vật này bảo tồn di sản di truyền của chúng và thậm chí củng cố thêm cho nó. Với Jane, sự tồn tại của mỗi con báo đều đáng quý và là cơ hội để ngăn chặn sự tuyệt chủng của chúng. Về phía nam, ở khu vực Kalahari của Botswana, một chuyến phiêu lưu thú vị đang diễn ra, nổi tiếng với thế giới động vật hoang dã, phong phú và sự hiện diện của loài động vật lớn nhất ở châu Phi, một số vườn quốc gia và khu bảo tồn tư nhân đã được thành lập. Những lãnh thổ này vẫn là nơi sinh sống của một trong những loài ăn thịt lớn nhất thế giới, vua thảo nguyên, sư tử châu Phi. Hơn 1.000 con sư tử vẫn sống ở Botswana. Những kẻ săn mồi hung dữ này vẫn được coi là dễ tổn thương trên toàn châu Phi bởi Liên đoàn Tự nhiên Thế giới. Số lượng của chúng giảm xuống 50% trong 20 năm qua, còn không quá 20 hay 30 nghìn trên toàn bộ châu lục. Chúng là nạn nhân của suy thoái môi trường cũng như bị giết hại bởi con người khi chúng tấn công gia súc của họ. Chúng vẫn là mục tiêu của những thợ săn giàu có, những chiếc cúp sư tử đực có giá trị 80.000 euro với những tổ chức săn bắn.
và danh tiếng ăn thịt người của chúng không giúp ích gì trong tình huống này. Mặc dù săn bắn là bất hợp pháp kể từ tháng 2 năm 2011, sư tử không còn là vị chúa tể tôn kính của khu rừng già như nó đã từng. Tuy nhiên, một nhà khoa học vẫn hy vọng tìm ra cách để bảo vệ nó. Ở khu bảo tồn Kutse, chuyên gia sư tử Kilograph đang tiến hành một cuộc điều tra. Người phụ nữ trẻ người Anh này làm việc cho tổ chức phi chính phủ bảo tồn và sinh thái Báo Hoa, theo dõi những dấu vết sư tử nhỏ nhất để xác định rõ hơn về tình trạng quần thể của chúng. Còn ít hơn 50% sư tử so với 5 năm trước. Mục tiêu của Cleo là hiểu cách chúng tồn tại ở đây. Chúng ta có bao nhiêu con? Lại có 3 con nữa hay chỉ có 2 con thôi? Mỗi vết chân mà Africa, người theo dõi, các điểm mang lại những thông tin quý giá về những con sư tử đi qua đây. Chẳng hạn như nó có phải con trưởng thành, con đực hay con cái. Với những vết chân, chúng tôi nhìn vào phần bàn chân. Bàn chân này cho thấy kích cỡ của con vật mà chúng tôi biết. Mỗi con cái có bàn chân khác nhau và cách đi khác nhau. Sau hơn một giờ tìm kiếm, Cleo và Africa đã tìm thấy một dấu vết. Một vài cây số xa hơn, ở trung tâm của bụi rậm, họ phát hiện một cặp sư tử đang nghỉ ngơi trong bóng râm cây keo. Nhìn cái bụng kia. Anh nghĩ đó là thức ăn hay sư tử con? Tôi khá nghi ngờ, có thể là thức ăn, vì cả hai con đều thế. Phải rồi, cả hai con đều thế. Nhìn chúng khá khỏe mạnh. Trong phần này của khu bảo tồn Kutse, quần thể sư tử bị tàn phá 2 lần vì bệnh dịch. Do đó, số lượng của chúng khá ít. Trong khu vực này ở Kalahari, Cleo ghi nhận được chưa đến 30 cá thể. Sư tử là loài thú họ mèo lớn duy nhất sống theo đàn. Chúng cai trị một lãnh thổ rộng lớn. Chúng có thể di chuyển hơn 40 km để tìm kiếm thức ăn. Ở trên cùng trong chuỗi thức ăn, sự ảnh hưởng của chúng đối với toàn bộ hệ sinh thái là một yếu tố quyết định. Tìm kiếm của Cleo trong khu bảo tồn sư tử giúp cô hiểu rõ hơn về chức năng lãnh thổ của chúng. Chẳng hạn như sự tương tác khác nhau giữa những kẻ săn mồi, con mồi và môi trường. Đối với Cleo, sự hiểu biết và bảo vệ môi trường tự nhiên là chìa khóa để bảo tồn sư tử ở Botswana và trên khắp châu Phi. Từ trên xe, Cleo và những người hướng dẫn rất chú ý đến những gì đang diễn ra trong sa mạc. Ngay sau khi một con mồi được phát hiện, họ hướng đến nơi ấy. Khi nhìn thấy kền kền lao xuống, chúng ta biết khá rõ rằng con vật nào đó đã bị giết. Và ở đây là một con linh dương nhảy, một loài linh dương nhỏ. Nó là con mồi yêu thích của báo hoa và báo đốm. Nó bị giết bắt đầu ở đây. Chúng ta cách nơi nó bị giết khoảng 25 đến 30 mét. Nó chạy 30 mét để hạ gục con này. Sau khi tái dựng cảnh săn, Cleo rời đi tìm kiếm sư tử. Cô đặc biệt quan tâm đến việc xem con Thelma như thế nào, một con sư tử cái vừa sinh vài tháng trước. Với sự giúp đỡ của một cái anten bắt được tín hiệu phát ra từ vòng cổ của Thelma, Cleo hy vọng sẽ nhanh chóng phát hiện ra sự hiện diện của con sư tử cái này. Nhưng phải mất một tiếng đồng hồ, nhóm mới tìm ra nó. Nó kia rồi. Thấy không? Mấy con đâu nhỉ? Đằng sau nó đang nằm dưới cây cây. Một con đằng sau nó và hai con đằng sau cây cây.
Hai con ư? Tôi tưởng chỉ có hai. Ồ, nó có ba con ư? Phải, nó có ba con, thật là tuyệt vời. Chúng thế nào? Nhìn chúng khá ổn đấy. Sau giai đoạn mang thai 4 tháng, sư tử cái tách khỏi nhóm để sinh con. Những con non sẽ được mẹ chúng cho ăn trong 6 tháng đầu đời. Sau khi được giới thiệu đến các thành viên khác, những con sẽ không chỉ được mẹ cho ăn mà cả những con cái khác nữa, khiến tất cả chịu trách nhiệm trong việc dạy cách săn mồi cho lũ sư tử con. Khoảng 6 tháng, những con sẽ cai sữa. Chúng ở lại với mẹ chúng 2 năm nữa. Trong thời gian đó, mẹ chúng sẽ dạy cách săn. Và nếu mọi thứ tốt đẹp, chúng sẽ sống cho đến 12-14 năm. Nhưng trước khi trở thành động vật ăn thịt lớn nhất ở châu Phi, cuộc sống của những con non đầy nguy hiểm. Cơ hội những con sư tử con sống sót khá thấp trong thảo nguyên. Theo các chuyên gia, chỉ có một trong hai con có thể trưởng thành. Chúng thường bị giết bởi báo và linh cẩu trong lúc con sư tử mẹ đi săn. Con đực từ các nhóm sư tử khác muốn giao phối với con sư tử mẹ, chẳng ngại ngần giết những con để con cái đồng ý giao phối lần nữa. Vậy nên, việc sư tử mẹ nuôi những đứa con rất khó, đặc biệt nếu nó chỉ có một mình như Thelma. Tuy nhiên, Cleo rất hy vọng vào tương lai từ khi có ba chú sư tử con này. Đây là 10 con tại khu bảo tồn Kutse trong vài tháng qua. Đó là một dấu hiệu đáng khích lệ chứng minh rằng môi trường tự nhiên nơi chúng đang sống có thể tự tái thiết lập và đang giàu có trở lại và sẵn sàng tiếp nhận thêm nhiều con sư tử châu Phi. Ở đầu bên kia thế giới, Bắc Mỹ, các khu rừng phía bắc của Quebec là nhà của nhiều động vật hoang dã tuyệt vời, đặc trưng của quốc gia phương Bắc. Ở khu vực nói tiếng Pháp này, trên Canada, thiên nhiên trị vì tối cao. Chim chóc, hải cẩu, tuần lộc, hải ly và nai đóng chiếm lãnh thổ rộng lớn này, chạy dài từ Đại Tây Dương đến vùng lãnh nguyên. Những ngọn núi và khu rừng dày bao phủ một nửa khu vực là môi trường sống của một trong những loài động vật ăn thịt lớn nhất ở lục địa châu Mỹ. Rất được tôn trọng bởi người Mỹ Anh điêng, đó là loài tổ vật của họ, loài gấu đen. Mặc dù chưa đầy một thế kỷ trước, đã có hơn 2 triệu cá thể ở châu Mỹ, hơn 60% số lượng của chúng đã biến mất từ sau đó, là nạn nhân săn bắn và thu hẹp môi trường sống của chúng. Ngày nay, gấu đen là một loài được bảo vệ ở Quebec và được các nhà bảo tồn thiên nhiên quan sát chặt chẽ. Nằm ở phía nam Quebec, khu bảo tồn Laurentide khổng lồ là lãnh thổ đặc quyền của gấu đen. Đó là loài gấu duy nhất có mặt ở Quebec. Động vật hùng vĩ này là một nhân vật huyền thoại với người Mỹ Anh điêng, mặc dù họ săn lùng lông và thịt của nó trong một thời gian dài. Nhà sinh vật học Vincent Broder nghiên cứu và theo dõi chúng hàng ngày nhờ vào vòng cổ truyền tín hiệu mà chúng được trang bị. Nhiệm vụ của anh là ghi lại số lượng của chúng trong khu bảo tồn để xem liệu chúng có ổn định không, và hiểu sự di chuyển và hiểu hơn về cách sống của chúng. Chúng tôi sử dụng thiết bị đo từ xa cho phép chúng tôi thu tín hiệu radio để có thể phát hiện chúng ở khoảng cách ít nhất 10 km khi điều kiện địa hình thuận lợi. Đôi khi chúng tôi phải đi đến sát một cây số, thậm chí cách con vật 100 m để nghiên cứu về chúng.
Gấu đen trong tự nhiên có thể sống đến 10 năm. Chúng nặng khoảng 180 kg và cao 2 mét. Nghĩa là chúng tiêu thụ rất nhiều thức ăn. Là loài ăn tạp, chế độ ăn của chúng bao gồm chủ yếu là thực vật và trái cây. Nhưng chúng cũng là những thợ săn không biết sợ hãi với những con nai sừng tấm, tuần lộc non, động vật gặm nhấm, cá hồi và côn trùng. Chúng là loài vật cơ hội, chúng có thể thêm xác động vật vào thực đơn của mình. Đôi khi chúng cũng sẽ tấn công cả cừu, lợn. Gấu đen chỉ có một vài tháng để lưu trữ lượng chất béo quan trọng mà chúng cần trước khi mùa đông dài ở Quebec bắt đầu. Ở đây chúng ta thấy hai con gấu, chúng có vẻ như khá quen nhau. Có thể chúng từ một gia đình, hoặc chúng đã giao phối với nhau lúc trước vào mùa xuân. Một trong những mối đe dọa chính với gấu đen là mất môi trường sống. Thợ khai thác gỗ, những người đi săn, ngư dân sử dụng rừng thường xuyên hơn và nhiều hơn. Chung sống với những con vật này tạo ra một số các vấn đề, chủ yếu đối với gấu, giống như con cái này bị một kẻ săn trộm hủy hoại. Cả đối với con người, chạm trán gấu đen thường xuyên hơn, đôi khi có thể tạo nên những thương vong. Tuy nhiên, những cuộc tấn công trên con người rất hiếm xảy ra trong khu bảo tồn và thường do con cái hung dữ cố bảo vệ con của nó. Điều khiến Vincent lo lắng nhất trong vài năm qua là tỷ lệ tử vong của gấu tăng lên do va chạm với xe hơi cũng như thiệt hại do thợ săn gây ra. 4 đến 5.000 con gấu bị giết hàng năm ở Quebec vì thịt hoặc lông của chúng, thứ mà thường được chế thành tấm thảm đặt cạnh giường. Mặc dù con số này đáng lo ngại đối với những người bảo vệ, các nhà chức trách biện minh cho việc săn bắn vì nó giúp kiểm soát số lượng của chúng. Tuy nhiên, những con gấu là một lợi thế quan trọng cho phát triển du lịch trong khu vực. Ngày càng nhiều người đến đây để quan sát chúng vì gấu đen không giống những con gấu khác và chúng loanh quanh trong rừng cả năm. Có khoảng 70.000 con ở Quebec. Không giống như họ hàng của nó, gấu xám hoặc gấu nâu, loài vật tuyệt vời này không ngủ đông. Nó dành mùa đông trong trạng thái mơ màng, không ăn hoặc uống và sống nhờ vào lượng chất béo dự trữ. Chỉ những con gấu mang thai mới tự cô lập mình trong hang để sinh 2 hoặc 3 con. Mặc dù gấu đen có thể bơi lội tốt, nhanh nhẹn bất kể trọng lượng cơ thể và có khả năng leo cây để thoát khỏi nguy hiểm, nó vẫn là một loài bị đe dọa. Tỷ lệ sinh sản yếu và việc nó đến tuổi trưởng thành muộn là những rủi ro cho sự tồn tại của nó. Khi đàn con mất mẹ do tai nạn hoặc do thợ săn, chúng không thể tồn tại một mình trong tự nhiên trong thời gian dài. Vincent Broder có các giải pháp để con người và động vật có thể chia sẻ lãnh thổ này trong hòa bình. Các khu vực dành riêng cho gấu cũng như hành lang sinh thái có thể tránh xung đột. Quản lý rừng tốt hơn cũng có thể làm tăng sản lượng đa dạng sinh học và nguồn thực phẩm của gấu, do đó tránh việc gấu tấn công gia súc. Khi màn đêm buông xuống, Vincent nhìn những chú gấu hướng về rừng. Anh hy vọng sẽ thấy chúng trong khu bảo tồn trong một thời gian dài sắp tới. Anh cũng hy vọng rằng người dân Quebec sẽ đón nhận thử thách và làm mọi thứ có thể để bảo tồn chúng. Sau khi vượt qua Đại Tây Dương và biển Địa Trung Hải, chúng tôi đến các dãy núi của Ý. Thảm động vật ở đây khác với ở Quebec. Ý có sơn dương, dê núi Alper, sóc, marmota và kền kền.
Dưới chân các đỉnh núi phủ tuyết, rừng là nơi ẩn trú cho rất nhiều loài động vật lớn nhỏ, tạo thành một bộ sưu tập động vật sống trong môi trường tự nhiên này. Ở đây, chúng ta thấy những đại diện cuối cùng của những loài rất hiếm trên thế giới, gấu nâu Mexican. Vườn quốc gia Abruzzi ở miền trung nước Ý là một trong những ngôi nhà cuối cùng của loài gấu Mexican. Mặc dù là một loài được bảo vệ, nhưng số lượng cá thể quá ít khiến nó có nguy cơ bị tuyệt chủng. Có chưa đến 100 cá thể, tất cả sống ở Ý. Chúng đã từng được thấy trên khắp các ngọn núi và rừng của đất nước, nhưng không gian sống của chúng bị thu hẹp lại, còn ở Abruzzi. Đặc hữu trong khu vực này của Ý, gấu Mexican được theo dõi 15 năm qua bởi một số nhà khoa học. Một nhóm quan sát ở công viên để ước tính sự phát triển, số lượng và bảo vệ chúng, càng nhiều càng tốt, cả tác động từ hoạt động của con người. Nhiệm vụ của các nhà sinh vật học Elizabeth Tosoni và Lorenza là thu thập tối đa thông tin trên thực địa trong khu vực chúng sống. Hy vọng sẽ lý giải được tại sao con số của chúng không tăng mặc dù đã thực hiện các biện pháp bảo vệ. Hai người phụ nữ khám phá khu vực bằng cách sử dụng thiết bị đo từ xa để định vị những con gấu. Gấu Mexican có thể được coi là loài đặc hữu của vùng này vì nó luôn sống và vẫn sống ở đây, trong khi ở dãy Alper nó gần như biến mất. Rõ ràng đây là nơi lý tưởng cho loài này. Một vài tháng trước, hai con cái và một con đực bị bắt và trang bị vòng cổ truyền tín hiệu. Kể từ đó, Elizabeth và Lorenza phải đi hàng chục cây số vào những ngày nhất định trong điều kiện khó khăn để đến gần chúng. Gấu Mexican là họ hàng thân thiết với gấu nâu núi cao được tìm thấy ở vùng Ban Căng. Mõm dài hơn và kích thước của nó nhỏ hơn. Chế độ ăn uống của nó cũng hơi khác một chút. Mặc dù loài động vật ăn thịt lớn này không có ý định tấn công nai và sơn dương sống ở đây, nó phải thích nghi với môi trường trong công viên bằng cách trở nên ăn tạp hơn. Tùy thuộc vào mùa mưa, nó ăn quả, trái cây hoang dã, nấm và hoa. Gấu Mexican cực kỳ đáng sợ. Nói chung, nó rời khỏi hang vào lúc bình minh, nấp hầu hết cả ngày và quay về vào buổi tối. Do đó, rất khó để phát hiện ra chúng và ghi lại các con số, mặc dù hai người phụ nữ đã tìm cách xác định được 10 trong số 50 con sống trong công viên. Gấu là một loài vật cơ hội. Về cơ bản, nó di chuyển đến những nơi có thức ăn và con cái, đặc biệt là con đực trong mùa giao phối. Dữ liệu ban đầu về động thái của gấu ở vùng Abruzzi đã chứng minh rằng những con sống ở đây rất cô lập. Chúng không tiếp xúc với những con gấu khác trong dãy Alper. Điều này chắc chắn lý giải tại sao gen di truyền của chúng lại nghèo nàn đến thế. Gấu Mexican cái sinh 2 hoặc 3 năm một lần, tối đa 5 lần trong cuộc đời của nó. 1 đến 3 con mỗi lần. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong là 50%, một con số đáng lo ngại theo các nhà khoa học. Và mặc dù bệnh khi còn nhỏ có thể gây ra do sự giao hợp mạnh mẽ trong quần thể gấu, điều này không giải thích được mọi thứ. Do đó, Elizabeth và Lorenza đang tìm kiếm bất kỳ yếu tố quan trọng nào khác ngăn cản số lượng gấu Abruzzi tăng lên. Hai nhà khoa học cho rằng gấu Mexican có thể bị bó hẹp trong lãnh thổ của nó. Gấu là một loài vật cần rất nhiều không gian. Chăn nuôi gia súc, mở rộng nông nghiệp và du lịch làm giảm đáng kể sự di chuyển của động vật.
Điều này cũng hạn chế các cuộc gặp gỡ giữa con đực và con cái. Chớ trêu thay, nếu con số của chúng bắt đầu tăng thì khu vực công viên sẽ không đủ lớn cho tất cả sống ở đó. Các giải pháp cần được đưa ra nếu chúng bắt đầu tái sinh sản nhiều hơn, đó không phải là một điều đơn giản. Elizabeth và Lorenza đang bối rối về tương lai của loài gấu, vì mặc dù loài Mexican có thể tồn tại đến giờ, nhưng con số của chúng vẫn còn quá nhỏ để có thể duy trì được lâu dài. Khi đi qua Đông Âu và qua những ngọn núi, rừng và đồng bằng của người Ban Căng, chúng tôi khám phá sự đa dạng các vùng tự nhiên của Bulgaria. Một số động vật quý hiếm ở khu vực này của thế giới còn tồn tại cho đến ngày nay. Đây là nơi có thể quan sát một loài động vật săn mồi khác, một con vật được coi là thiêng liêng ở khu vực này trong một thời gian dài. Một loài chim hùng vĩ được cho là có khả năng bảo vệ cánh đồng khỏi mưa đá và mưa bão, loài đại bàng vàng. Tỉnh Saka, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ ở đông nam Bulgaria, đã khởi xướng một dự án lớn để bảo tồn loài đại bàng vàng. Với những thung lũng và đồng cỏ bất tận, nơi này có một vài cặp vợ chồng làm tổ trên cao, nơi chúng nuôi các con. Các địa điểm làm tổ của chúng được bảo vệ và theo dõi trong suốt thời gian sinh sản bởi các thành viên Liên đoàn Bulgaria về bảo vệ chim. Svetoslav và Nikolai chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động thực địa tại Saka, tạo một khu vực quan sát cùng với Dobromorer. Toàn bộ đội ngũ tham gia nhận thức được ảnh hưởng của sinh thái bởi việc bảo vệ loài chim ấn tượng này. Trong quá khứ, hơn 2.000 con đại bàng sống ở Bulgaria, đặc biệt là ở vùng núi. Ngày nay còn chưa đến 20 con. Vì thế, mỗi ca sinh nở là một tin tuyệt vời với tất cả mọi người ở đây. Như Dobromer, anh hết lòng cứu chúng khỏi sự tuyệt chủng. Lần cuối chúng ở với mẹ là lúc nào? Khoảng 20 phút trước, tôi nghĩ là để ăn. Được rồi, đợi chút trong khi tôi xem con nhỏ thế nào. Đại bàng vàng là loài một vợ một chồng, con đực và con cái chung thủy với nhau và lãnh thổ của chúng. Chúng có thể xây dựng tối đa 5 tổ để nuôi dưỡng các con. Những con sơ sinh bao phủ trong màu trắng, nói chung, chỉ một trong số chúng sẽ sống sót. Dễ bị bệnh tật, những con non cũng là nạn nhân của những con lớn hơn giết chúng trong tổ. Các nhà khoa học đã quan sát thấy một giác quan bản năng trong cạnh tranh giữa các con non chứ không liên quan đến thức ăn. Con đầu tiên sinh ra gần như loại bỏ những con non theo hệ thống. Điều này chỉ xảy ra khi tổ có những con đực và cái có khả năng bay. Những con chim này luôn lớn hơn các em của chúng. Đại bàng non bay lần đầu tiên khi chúng được khoảng 3 tuổi. Chúng trưởng thành giới tính trong độ tuổi từ 4 đến 7 tuổi. Tuổi thọ của chúng là 25 năm.
Một trong những vấn đề lớn nhất về đại bàng vàng ở Saka là những khu vực chăn thả bị bỏ rơi được biến đổi thành đất nông nghiệp. Nhiệm vụ của tổ chức phi chính phủ là giúp xác định tác động của nông nghiệp và việc sử dụng thuốc trừ sâu. Và nó ảnh hưởng đến hành vi sinh sản của đại bàng như thế nào? Để chống lại sự mất mát trong môi trường sống tự nhiên, tổ chức phi chính phủ đã đưa ra một ý tưởng ban đầu. Nhờ viện trợ tài chính châu Âu, họ đã có thể mua được bất động sản trên khắp khu vực để phục hồi chúng. Những mảnh đất này có lợi cho việc làm tổ và cây dương đen sẽ được trồng gần sông. Trong 20 năm, những cái cây này sẽ xuất hiện những cái tổ mới. Nếu đến lúc đó cứu được những con đại bàng, giống như việc ván cược trong tương lai. Nhóm của Nikolai vẫn tiếp tục quan sát tổ và theo dõi những chuyến bay, đôi khi mang lại cơ hội được chứng kiến những cảnh độc đáo như chuyến bay tay đôi này. Một con đại bàng bước vào lãnh thổ của một con chim ưng và đuổi nó đi một cách hung dữ. Khi Svetolav ngắm nhìn hai con chim quý trên trời, anh vừa tự tin vừa lo lắng về tương lai của những con vật này. Vì rất nhiều dự án phát triển đang diễn ra ở Bulgaria có thể làm đảo lộn sự cân bằng mong manh của thiên nhiên. Đây là nỗi sợ lớn nhất của những người bảo vệ đại bàng vàng tâm huyết. Họ hy vọng loài chim ăn thịt tuyệt vời của họ sẽ tiếp tục bay trên Saka. Sau khi rời Nam Âu và băng qua một số quốc gia khác, chúng tôi đến gần Bắc Cực và khám phá một hòn đảo bất thường ẩn giấu phía Bắc Đại Tây Dương. Ở vùng đất nơi cực đoan là tiêu chuẩn, mọi thứ đều rất lớn. Những băng hà khổng lồ ở Iceland chỉ có đối thủ cạnh tranh là những ngọn núi lửa phi thường. Đối với thiên nhiên phóng đãng, tất cả động vật trên cạn phải học cách thích nghi. Loài tuần lộc gặm cỏ thành từng đàn nhỏ giống như ngựa. Nhưng chỉ có một loài vật là bản địa thực sự của hòn đảo. Một loài động vật ăn thịt nhỏ, lông màu xanh, cáo tuyết Bắc Cực. Chúng tôi thấy loài này trên toàn Bắc Cực. Lông của nó chuyển sang màu trắng vào mùa đông để dễ ngụy trang. Nó có thể chống chọi với nhiệt độ âm 70 độ C. Nhỏ hơn họ hàng của nó, cáo đỏ. Nó có chiều dài dưới 1 mét và nặng khoảng 5 kg. Bị săn bắn ở khắp mọi nơi vì bộ lông quý giá của nó, loài động vật ăn thịt cực đoan này đang dần tuyệt chủng, bất chấp nhiều chương trình bảo vệ. Chỉ có một mảnh đất nhỏ ở Iceland là nơi trú ẩn cho những con cáo tuyết Bắc Cực cuối cùng này. Các vách đá dốc đứng của khu bảo tồn Holstrander nằm ở phía tây bắc của đảo, quanh vịnh nhỏ. Cũng như mọi đầu hè, Esther Root phấn khích với việc quay lại vùng tự nhiên hoang dã này, nơi chỉ có thể khám phá một tháng mỗi năm. Cô là nhà khoa học đầu tiên đặt chân vào khu vực này trong 11 tháng. Ở đây, cáo được bảo vệ, còn ở những nơi khác, trên Iceland, chúng bị bắn. Vì có cả những con chim lớn trên vách đá nên có nhiều cáo, mật độ cáo ở đây là cao nhất. Bị cho là không mong muốn, đất nước này đã dành rất nhiều tiền săn lùng những con cáo để tránh chúng ăn thịt gia súc. Khu bảo tồn Holstrander là một trong những điểm hiếm hoi ở Iceland mà những con cáo Bắc Cực vẫn được bảo vệ.
Hester đi cùng một sinh viên đến đây để đánh giá tác động du lịch đối với hành vi của chúng và kiểm tra thực địa nơi chúng nuôi những đứa con. Khả năng quan sát tốt của Esther có thể nhận ra, phân tích những dấu hiệu nhỏ nhất cho thấy sự xuất hiện của con vật. Đây là lông mùa đông của một con cáo tuyết Bắc Cực. Nó là một trong những loại lông dày nhất trong thế giới động vật. Đó là bộ áo khoác ấm nhất. Điều đó giúp cho nó có thể tồn tại ở Bắc Cực. Nó khá cách điện và đang vào mùa rụng lông. Chúng không cần đến nó nhiều nữa. Sau đó, chúng lại mọc bộ lông mới khi mùa thu bắt đầu. Công việc đầu tiên của hai người phụ nữ trẻ này bao gồm kiểm tra tất cả các hang trong khu vực. Chúng có rất nhiều lối vào phủ kín một chu vi ngầm rộng lớn. Có những quả bóng lông mùa đông treo ở một số lối vào, cả lông và phần còn lại của chim. Đây là tất cả những manh mối quý giá cho Esther. Cô chắc chắn có những con cáo ở trong hang. Nhưng vẫn còn quá sớm để cô được thấy những chú cáo con thò mũi ra khỏi hang. 6 đến 10 con cáo được sinh ra cùng lúc sau thời gian mang thai 52 ngày. Con đực và con cái cùng nuôi chúng trong hang. Sau một ngày dài lang thang quanh khu bảo tồn, Esther không thể hiểu tại sao cô lại gặp rất ít con cáo. Cô tự hỏi, có phải một số chúng đã trở thành nạn nhân của những kẻ săn trộm hay không? Ngay cả ở đây, trên lãnh thổ được bảo vệ này, một số người dân bản địa Iceland vẫn tiếp tục cáo buộc cáo ăn thịt chim dù không có bằng chứng. Sự hận thù này từ hàng thế kỷ trước, thật khó hình dung ra những kẻ săn mồi nhỏ bé này có thể giết chết những đàn chim khổng lồ ở đây. Có lẽ nó bị ăn bởi cáo, mở ra, sau đó ăn tất cả thành phần trong trứng. Ở nơi còn lại của Bắc Âu, những con cáo Bắc Cực ăn những loài gặm nhấm nhỏ, nhưng ở Iceland thì không phải vậy. Cáo buộc phải chấp nhận rủi ro trên những vách đá dốc đứng để ăn cắp trứng chim. Chúng bám theo bờ sông để cố bắt chim, sò ốc hoặc cá khác. Ngày đang dần kết thúc, nhưng Esther quyết định tiếp tục hướng về cái hang cuối cùng mà cô quên. Lo lắng về số phận loài mà cô bảo vệ, hy vọng sẽ gặp được một vài con cáo. Sau một tiếng đi bộ nữa, sự cố gắng của cô đã được đền bù. Đó là một con đực, có lẽ là một con đực giống. Nó có con cái và cáo con ở trong hang nào đó. Tình trạng của nó khá tốt, nó đánh dấu khá nhiều. Mặc dù cuộc chạm trán khá vui mừng, tình hình vẫn rất nghiêm trọng. Cô lo sợ điều tệ nhất vì số lượng cáo ít hơn nhiều so với bình thường. Esther hy vọng rằng ảnh hưởng của khí hậu thay đổi làm đảo lộn mùa sinh nở là nguyên nhân, thiếu đi bóng dáng của chúng và chúng không bị thợ săn giết vì tham lam với số tiền họ kiếm được trên mỗi con cáo. Điều này thể hiện sự thất bại đáng kể về bảo tồn ở đây trong khu bảo tồn cuối cùng để bảo vệ chúng. Esther lo lắng về tương lai của chúng. Cô sợ rằng một ngày nào đó, những con cáo tuyết Bắc Cực sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Đầu mùa xuân ở vùng núi của nước Pháp. Sau sự khắc nghiệt của mùa đông, các loài động vật hoang dã tận dụng thời tiết ấm hơn và thực phẩm phong phú. Dãy núi Alper có đa dạng sinh học phong phú với hơn 6.000 loài được ghi nhận.
Việc tạo ra các khu bảo tồn đã giúp cho động vật trở nên khỏe mạnh trở lại. Việc tái trồng rừng và mở rộng các khu tự nhiên đã giúp cho chúng. Sau khi hoàn toàn biến mất khỏi Pháp vào những năm 1940, một loài động vật thần thoại và là loài vật khiến tổ tiên phải sợ hãi và đam mê đã quyết định tái chiếm lãnh thổ của nó. Loài vật ăn thịt lớn này đã trở lại vào năm 1992 tại dãy núi Mekantur. Sau hơn 50 năm vắng mặt, sự căng thẳng một lần nữa nảy sinh giữa các nhà chăn nuôi và bảo vệ thế giới động vật. Kẻ săn mồi đáng ghét và tôn kính này vẫn ám ảnh trí tưởng tượng của chúng ta, không ai khác chính là loài sói. Bị săn hàng thế kỷ và biến mất trên vài đất nước, loài sói xám đang tăng dần số lượng ở các dãy núi của Pháp. 27 đàn sói đã tái chiếm các vùng của nước Ý và Pháp một cách tự nhiên. Số lượng sói mới nhất là 160 con, sống trong các đàn nhỏ từ 2 đến 8 cá thể. Tuy nhiên, phần lớn chúng ở dãy núi Alper, nơi chúng đã lấy lại vị trí của mình, là những kẻ săn mồi quan trọng. Được công nhận là một trong những công viên hoang sơ nhất ở Pháp, Mercantour đã làm mọi thứ có thể kể từ khi thành lập vào năm 1979 để khuyến khích sự tồn tại của thảm động vật phong phú. Động vật ăn cỏ lớn bắt đầu quay lại sống trên những ngọn núi này, và đó là những con mồi yêu thích của 60 con sói hiện đang sống trên vùng lãnh thổ của công viên. Ở phía trên cùng của chuỗi thức ăn, người ta sợ những con sói ở vùng Mercantour. Do đó, công viên phải hiểu rõ về chúng hơn để xác định từng cá thể và nghiên cứu tác động của chúng trên tất cả các con mồi. Loài sói sợ con người. Chúng là một loài vật rất hung tợn và rất khó quan sát trong tự nhiên, và thậm chí còn khó nắm bắt hơn. Nhân viên của công viên Gerard Garati đã trang bị cho một vài con nai và linh dương vòng cổ phát tín hiệu để thu thập thông tin quý giá về cách chúng thích nghi với những kẻ săn mồi của chúng. Qua khảo sát cho thấy, kể từ khi sói trở về, những cuộc tụ tập lớn của động vật ăn cỏ đã biến mất. Tất cả mọi người nhìn thấy ngày hôm nay là các đàn nhỏ đáng ngờ di chuyển xung quanh các ngọn núi. Một kỹ thuật khác để nghiên cứu con mồi của sói đã được Gerard và nhóm của anh phát triển. Họ đã phát triển các lồng lớn và sử dụng muối để thu hút sơn dương và hươu. Vào thời điểm này trong năm, những con cái sinh sản cần muối khoáng rất nhiều. Vì vậy, đây là thời kỳ cực kỳ quan trọng để bắt chúng, cho phép các nhà khoa học thu thập dữ liệu quan trọng trước khi thả chúng ra. Năm nay, mục tiêu của chúng tôi là bắt được ít nhất 10 con mỗi loài, tức là 10 con nai, 10 con cừu, 10 con hươu và 10 con sơn dương. Việc nghiên cứu về săn mồi của sói yêu cầu chúng tôi phải có dữ liệu lớn trong tay để có những kết luận chính xác nhất. Mỗi con sói có thể dài hơn 1,7 m và con đực có thể nặng đến 70 kg. Chúng là những thợ săn không biết mệt mỏi. Chúng đuổi con mồi thành từng đàn trên vài km cho đến khi con mồi mệt lử. Mỗi con trưởng thành có khả năng tiêu thụ 4,5 kg thức ăn, mặc dù nó có thể không cần ăn. Chúng thích con mồi lớn, nhưng chúng cũng có thể tấn công đàn cáo, bò sát cũng như bò. Những cú đớp của chúng là một trong những tổn thương nghiêm trọng nhất. Mặc dù đàn sói được dẫn dắt bởi một cặp đôi thủ lĩnh, mỗi cá thể có thể trao đổi vị trí bất cứ lúc nào nếu một con sói bị thương hoặc bị ốm. Có những mối quan hệ khác ngoài sự đa dạng thống trị chi phối, và nhân vật của mỗi cá thể cũng đóng một vai trò quan trọng trong đàn. Đối với Gerard, sói là động vật ăn thịt có quyền sống trong công viên như cáo hoặc linh miêu. Một việc rất tự nhiên, theo anh, sói sẽ đến đây mang lại số lượng lớn sói ở Ý. Đó là một loài vật cần những vùng đất rộng lớn, hoang dã và có rất nhiều con mồi khác nhau.
Sự trở lại của loài sói bị một số người từ chối và một số thì khát khao nên được tiếp tục trên khắp nước Pháp, mặc dù có nhiều trường hợp săn trộm. Mặc dù sói khiến nhiều nhà chăn nuôi không mong muốn, không gian của chúng được chính thức bảo vệ trên khắp đất nước. Liệu con người có sẵn sàng chia sẻ lãnh thổ với những kẻ săn mồi lớn lần nữa không? Trên khắp hành tinh, những con vật đặc biệt này nhanh chóng biến mất. Tuy nhiên, chúng đóng vai trò quan trọng trong sự cân bằng của thiên nhiên. Chúng đều bị đe dọa và số phận của chúng đang được diễn ra như ngay bây giờ. Vẫn còn hy vọng cứu chúng, miễn là mỗi chúng ta nhận thức được vấn đề và làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo sự sống còn của chúng. Để các thế hệ tương lai có thể thấy được cảnh tượng hấp dẫn này trong cuộc sống hoang dã.